Ok các bạn nha, hôm nay mình sẽ lần đầu mình sẽ chơi Free Fire, nhưng mà mình sẽ quyết định lên danh bạch kim. Đây mình sẽ cho các bạn xem, mình sẽ lên bạch kim nhá. Đây mình còn một ít điểm nữa, mình sẽ cho các bạn lên bạch kim nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Mình nhất định phải lên bạch kim cơ mà. Ok bắt đầu rồi các bạn ơi. Các bạn chết rồi, máy in tiền tít đi các bạn. Có trận rồi các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy chỗ rất là an toàn tí. Mình sẽ nhảy chỗ bản đồ kho báu. Ôi chết rồi, nhảy sớm quá các bạn ơi. Do mình không gặp đăng nhập ngày 11 cho nên là bắn trượt mình ấy yếu các bạn. Rồi mình sẽ núp đạn các bạn. No. Chết rồi, ở đây nhiều người quá bạn ơi. Cái này không có súng nữa. Đi làm ăn được cái gì? Ok, có súng rồi. Đâu rồi, nó đâu rồi? Mình cứ nghe tiếng bước chân đâu nhỉ? Chỗ nào? Chôn rồi, các bạn ơi, chôn rồi. Chết rồi. Mình sẽ để đây. Biết là mình không có bình hồi máu nữa, nhưng mà hơi khó một tí các bạn. Đây là lần đầu chơi mà đang giành vàng các bạn. Và đã trước hết mình phải nuốt đồ các bạn. Trời ơi, không cho nên đấy được. Thế là mới cày. Ồ, ở đây có hộp này. Thế thôi, không có giả tiểu liên làm sao mà bắn 10v5 được các bạn ơi, không bắn được 10v5 rồi đấy các bạn. Nhiều đạn mình rất là ít nhá, đợi mình ra cho bạn được không bóng á để lấy cái khẩu ấy. Chỗ này mình nhớ là nó có hộp cứu thương mà. Trời ơi, chạy chậm quá các bạn ơi. Bỏ nốt cái khẩu này đi. Bỏ luôn cái đạn này không? Lớp 2. Ây, hộp cứu thương này. Hít này.
Thôi mình đổi rồi, mình dùng x18 các bạn. Ô lòng lòng bản đồ kho báu sắp đến rồi các bạn ơi, mình không có khẩu tầm gần nên là các bạn thông cảm. Ồ, đây còn lắm này. Mình để mình hồi máu. Ok. Vậy là mình đã có 220 máu rồi. Đâu? Ôi trời ơi. Mình chẳng biết tại sao bắn kinh quá. Bắn ở đâu nhỉ? Quên rồi. Bắn ghê nhỉ? Hồi tốt nhất mình chạy đúng hơn đấy các bạn. Mình chạy tốt nhất rồi các bạn. Bởi vì mình bắn gà lắm. Mình bắn gà lắm các bạn ơi. Các bạn thông cảm nha. Ôi sao, sao nó cũng bắn mình nhỉ? Hay bắn nó luôn thì nhanh. Này thì thích bắn tôi à? Không giỡn với tôi được đâu. Người này bắn khẩu gì đó nhỉ? Ok em bị này. Lắm rồi. Nói chung là chỗ này thì mình cũng chẳng biết là sao. Mình làm clip mà không phải mình làm cái gì đâu, nhưng mà cái bản đồ kho báu của mình đâu nhỉ? Ô gần đến rồi nhưng mà bo các bạn. Ô ở đây có xe này, được 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 nó được nói. Bản đồ kho báu của tôi đâu? Mang đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây, đây, đây rồi. Trời ơi, mình đâm vào bản đồ kho báu à? Ơ, cái gì đây? Rô ra thì mình cũng phải bắn vì nó bắn đau, gắt súng nổ này đau ấy. Vừa nãy mình thấy có hộp ở đây à? Hộp này chưa mở các bạn ạ. Ôi trời ơi, gà quá. Mình cũng phải cần à. Ơi giời. Mình phải cần khẩu đấy. Trời ơi, hôm nay mình ngáo quá các bạn ạ. Cái bấm vào xe làm gì? Mình nên là mình đi chỗ này các bạn. Nhưng mà nó hơi xa các bạn. Nên là mình phải đi đường. Đấy, mìn của mình à. Mình lên trên này thôi. Ô.
Quên mất mình ơi, các bạn ơi. Còn mình cắt đoạn này mình không lấy đạn shotgun các bạn. Không, mình quên không lấy đạn shotgun này. Bạn thông cảm nhé. Trời ơi, mình ngu cái tí dám vào đúng cái mìn của mình luôn. Ôi giời, ở đây sao nhiều đồ thế, sao mình không quay lại lúc nhỉ? Mình đã bỏ qua bao nhiêu đạn shotgun rồi các bạn nhỉ? Như là mấy cái nữa. Đây bom mới nhỉ? Đây, bom mùa à? Không đâu mấy, sao còn 14 đứa các bạn? Mình đi kiếm đạn shotgun các bạn. Nhưng mà hôm nay không có. Thế nó mà cày. Cày. Ở đây là có đạn shotgun nhưng mà lại không có. Thế là mình phải ra nhà kia ở. Trời ơi, sao mình cứ ngáo ngáo kiểu gì các bạn? Nhìn thấy mình ngáo ngáo không? Mình mở ra mà không biết cái gì luôn. Ok, bao nhiêu đạn này được rồi. Đi chiến rồi được rồi các bạn. Thôi mình đi bộ đi, đi bộ cho khỏe, tốt cho sức khỏe. Ở đây có giáp ba mà không biết ai. Đi bộ tốt cho sức khỏe. Bây giờ mình giết được 2 kill rồi. Đi bộ tốt cho sức khỏe chứ không phải đi xe ấy lắm các bạn ạ. Đang bò đau như nè. Mình nãy giờ chưa có đứa nào luôn. Hay là còn 7 đứa cả. Chết rồi, mình đang ở cổng trời các bạn ơi. Chết rồi các bạn ơi. Mình đang ở cổng trời. Cổng trời thì có gì to tát đấy. Đứa cả các bạn ơi. Này thì đứng im với chúng tôi à. Các bạn ơi, mình bị lag sao á, 27 người xem à. Lag rồi các bạn ơi. Đây có món keo không? Món keo đắm đi. Ok, bao nhiêu con keo này đủ rồi các bạn ơi. Ba lô mình chật luôn rồi các bạn ơi. Mặc dù đang băng đô 3 nha, nhưng mà vẫn chật các bạn ơi. Với mình bị lag sao á, sao chứ con này có số người xem lớn thế 27 người xem này. Mình chẳng biết tại sao luôn. Có lúc điện thoại mình bị lag nên là không đặt bóng keo các bạn thông cảm nhé. Trận này mình phải top 1. Ui dồi ôi. Đau quá, đau quá. Dạ. Em đi chơi rồi ạ. Còn 5 người các bạn ơi. Không biết là bay đâu rồi. Mình chả thấy được người nào luôn. Hay là cổng trời hết rồi. Ôi dồi ôi, trong bao luôn. Biết là trên thính kia có ai không nhỉ? Mình muốn được nhiều kill hơn. Mình kiếm vàng các bạn ạ. Có vàng. Để mình mua 2 giô tô các bạn. Mình hôm trước mình rút ra cái tính này là chết nhưng mà hôm nay không biết có chết không. Mình lấy súng cầm tay các bạn.
Nhưng mà không biết còn ai không. Hello. Mình ở trong bo hơn, an toàn hơn các bạn. Thế còn 5 người kia thì sao mà bắn được. Hay là ở trên tháp đồng hồ hết rồi. Ok, mình cứ trốn ở chỗ này đại. Ô, oh, có đứa. Đau quá em ơi. Bị hồi máu quá bạn ơi. Mình đau thế nhỉ. Mình đau quá. Mình cứ nghe cái gì ấy các bạn. Máy bay sao ạ. Ôi giời ơi. Đau quá. Bỏ đồ đây. Bỏ đồ đây. Đau quá em ơi. Đau quá. Mà không biết nó đâu. Các bạn chỉ cho mình nó ở đâu nhỉ. Ở đây. Chạy. Ôi ôi. Tất cả bị chết hết bo rồi các bạn ạ. Bò giết các bạn ạ. Nhưng mà vẫn được cái là top 2 hay là top 3 gì đấy các bạn. Có 7-5 điểm luôn. Ôi cộng nhiều đấy các bạn ạ. Cậu ý đâu. Đấy các bạn nhớ. Mình lên phải kim nhé. Ok bây giờ mình chơi một trận tử chiến thôi này. Hay là thôi mình kết thúc video nhé. Và có gì mình video này kết thúc không. Nếu các bạn thấy video này hay thì hết để lại một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để giúp mình tăng thêm một kỳ nít nữa nha. Bây giờ bye bye. Ủa? Ủa các bạn ơi, mình chặt tắt cái video này đi sao?